Chiếc rìu gia truyền. Ngày xưa ngày xưa, tại một làng quê nhỏ xa xôi, có một chàng nông dân hiền lành và chịu khó tên là Nhân. Cha mẹ Nhân mất sớm, tất cả tài sản để lại chỉ là một túp liều rách. Chàng thậm chí phải đi mượn cuốc để làm thuê cho nhà chủ. Năm đó, hạn hán kéo dài, công việc làm đồng phải dừng lại để chờ mưa, không còn ai mướn Nhân làm công nữa. Bất đắc dĩ, Nhân đành đến nhà của ông phú hộ trong làng, định bụng mượn chiếc rìu cũ để vào rừng đốn củi, đổi lấy gạo ăn. Thưa ông phú hộ, nhà con nghèo khó quá, ông có thể cho con mượn chiếc rìu để đốn củi kiếm kế sinh nhai không ạ? À? Rìu của ta, sao cho nhà ngươi mượn không được? Ngươi phải làm công cho ta một tuần, rồi hãy nói đến chuyện mượn rìu đi. Vâng, như vậy cũng được ạ. Nhân làm công trong nhà phú hộ đúng một tuần, thấy Nhân nhanh nhẹn, phú hộ lấy làm ưng ý lắm, thấm thoát, đã cái hàng một tuần đã qua. Ta đã nói là làm, ngươi hãy cầm lấy lưỡi rìu kia mà về kiếm sống, nhưng ta chỉ cho mượn thôi đấy. Dạ, con cảm ơn ông. Nhân mang lưỡi rìu cũ về tra cán, mài sắt và bắt đầu công việc đốn củi của mình. Cuộc sống cứ thế bình dị trôi qua. Một ngày, sau khi quá mệt mỏi vì cố sức, Nhân đã thiếp đi từ lúc nào. Đến khi anh tỉnh dậy thì mặt trời đã xuống núi. Chết thật, mình ngủ quên mất. Ủa, chiếc rìu của mình đâu rồi? Vừa nãy nó vẫn còn ở đây mà. Sau đó, dù Nhân ra sức tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của chiếc rìu đó. Đang buồn bã gánh củi trở về nhà. Hả? Cái gì? Nhà ngươi làm mất chiếc rìu gia truyền của ta rồi hả? Con xin lỗi ông. Con đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy đâu. Con sẽ để dành tiền đền chiếc rìu mới khác cho ông ạ. Không được. Ta cần đúng chiếc rìu đó. Nó là vật quý giá gia truyền của dòng họ, không giá nào có thể mua được. Nhưng giờ con thật sự không biết tìm nó ở đâu thưa ông. Nếu thế thì nhà ngươi phải ở đợi cho ta suốt đời, thế mới đền bù được tổn thất cho gia đình ta. Con lạy ông, con chỉ làm mất của ông một lưỡi rìu, ông bắt con phải ở đợi trong suốt đời, như thế thì vô lý quá. Ý ngươi là ta cậy thế bắt nạt kẻ nghèo chứ gì? Lưỡi rìu đó là báu vật gia truyền, nó là vô giá, ngươi hiểu chưa? Ngươi ở đợi cho ta cả đời, có khi còn chưa trả nổi, còn kêu nổi gì? Hay là ngươi định ăn quỵt không trả phải không? Chúng bay đâu, cho nó một bài học đi. Vâng, con xin ông tha cho con xin ở đợi cho ông để trả nợ ạ. Không có cách nào nói lại được phú hộ, Nhân đành phải ngày ngày nai lưng ra làm công cho phú hộ từ tờ mờ sáng đến tận đêm khuya. Thấm thoát cũng 8 năm trôi qua, chàng Nhân khỏe mạnh ngày nào nay đã trở nên gầy guộc, tiều tụy đi rất nhiều. Cánh đồng nhà ông Ngọ mới lấy về chưa có ai cấy, mai bà giao cho thằng Nhân làm luôn đi nha. Vậy cũng được, nhưng mà nó có làm nổi không? Nó làm suốt từ sáng tới tối rồi còn gì? Cứ bắt nó làm, không làm được cũng phải làm. Mà thằng này nó nhanh nhẹn lắm, không phải lo đâu. Ủa, mà ông làm thế nào mà kiếm được thằng đầy tớ có ích thế chứ? Đã thế lại còn làm không công chả tốn xu nào hết à? Tất cả là nhờ lưỡi rìu phước đi không ai thèm nhặt ở xó bếp đấy. Mà nó không hề biết rằng chính tôi là người đã lén vứt chiếc rìu đó đi trong lúc nó đang ngủ. Nó cứ tưởng rằng nó đánh mất thật, đúng là ngu ngốc mà. Là phú hộ gian xảo, ta đã biết đó chẳng phải rìu quý gia truyền gì, nhưng ta không ngờ chính lão là người chủ mưu đẩy ta vào cảnh khốn cùng này. Tuy đã biết được sự thật, nhưng Nhân không vội phản ứng. Anh vẫn nhẫn nhịn làm việc chờ đợi thời cơ. Phú hộ có một cô con gái rất tham ăn. Cô đặc biệt ưa thích món cốm dẹp. Chỉ cần ngửi thấy mùi cốm rang là cô không thể kiềm chế được. Ôi chao, mùi cốm thơm quá đi mất. Chú cha, thơm thật là thơm. Tên kia,
Mau đưa cơm cho ta nếm thử coi. Thưa cô, tôi đói quá nên vừa rang vừa ăn luôn. Giờ chỉ còn vài hạt mà thôi. Nói láo, mùi cơm còn thơm nồng nặc, sao người đã ăn hết được? Đưa cái nồi cho ta. Không được đâu thưa cô. Mày dám ăn vụng của nhà ta hả? Ta bảo đưa là đưa. Vâng thưa cô, của cô đây ạ. Nóng quá. Trời đất ơi, nồi đất gia truyền của tôi. Cô đền cho tôi đi. Đây là vật báo tổ tiên truyền lại. Nó là vật vô giá. Cô làm vỡ nó rồi kìa. Có cái nồi thôi mà, ta sẽ ra chợ mua cả tá nồi cho mi. Không được, phải là chiếc nồi này. Vì nó là vật quý giá của dòng họ. Cô làm sao cho nó liền lại được thì làm. Chứ tôi không cần nồi khác đâu. Nhưng ta làm sao làm cho nó liền lại được chứ? Nếu thế thì cô phải làm công cho tôi suốt đời để trừ nợ. Hả? Cái gì? Người dám? Không chấp nhận được yêu cầu của nhân, con gái Phú Hộ vội đi mách với cha mình. Phú Hộ nổi giận lôi đình, xông tới túp liều của chàng nhân. Cái nồi mẻ của ngươi thì có gì đáng giá mà ngươi dám bắt con gái cành vàng lá ngọc của ta đi ở nợ hả? Dạ, đó là vì ông không biết giá trị của nó thôi. Chính vì nó là vật vô giá nên tôi mới không dám bán đi trả nợ. Nó đáng giá ngang với lưỡi rìu mà ông cho tôi mượn năm xưa đấy. Ngươi... Thôi được rồi, ta xóa nợ cho ngươi, ngươi cũng xóa nợ cho con gái ta, thế là hòa đi. Tôi không yêu cầu ông xóa nợ, tôi chỉ cần con gái ông trả lại Phật gia truyền cho tôi thôi. Mày dám? Được lắm. Vậy tao sẽ kiện mày lên quan, xem ai thắng ai thua. Sau đó Phú Hộ lôi nhân lên phủ quan để thư kiện. Sau khi nghe rõ ngọn ngành câu chuyện, quan đã đưa ra lời phán xét. Trước khi anh ta yêu cầu đền chiếc rượu khác cho ông, ông không chịu mà bắt anh ta đi ở nợ, thì nay con gái ông phải ở nợ cho anh ta. Đó là lẽ công bằng, trừ phi anh ta chọn cách xóa nợ khác. Vì ông đã ném vứt chiếc rượu, tôi sẽ không truy cứu nữa. Hả? Cái gì? Sao người biết? Trời ơi, đúng là lão Phú Hộ lừa bịp, thật là độc ác quá mà. Đúng là lão Phú Hộ lừa bịp, hay độc ác quá. Ông phải trả lại tiền 8 năm làm công cho tôi, như thế tôi sẽ xóa nợ cho con gái của ông. Việc này ta... Phú Hộ đúng lý nên đành nhẫn nhịn trả tiền công cho nhân. Sự gian trá của Phú Hộ đã lan đi khắp nơi, khiến hắn vô cùng xấu hổ. Từ đó hắn không dám giở những thủ đoạn xấu xa với mọi người nữa. Đồng tiền bị đánh rơi. Mau lên, mau lên, cứ mưa thế này, nước dâng cao thì lại ướt hết cả bây giờ. Này cái đám rách rưới kia, tránh ra cho người ta buôn bán, định đứng đấy rồi ăn trộm đấy hả? Đám trẻ trú mưa cũng đuổi, sao mà ác thế? Lão này cậy mình là chủ buôn gạo lớn nhất thị trấn, nên lúc nào cũng hách dịch, sống thất đức lắm. Ê, còn anh này đến đây làm gì? Dạ thưa ông cho con xin tiền công xây lúa tháng trước ạ. Anh không nhìn thấy nhà nào nhà nấy đều lo chạy lụt hay sao? Làm gì có ai mua gạo? Tôi biết lấy đâu ra tiền mà trả cho anh. Ông thương tình mà trả trước giúp cho con với ạ. 10 hào bạc có là gì với ông đâu. Nhưng mà nhà con thì hết nhẵn gạo rồi. Tôi đã nói là tôi chưa có tiền. Để tình là hàng xóm sát vách ở dưới quê với nhau. Tôi cho anh bao gạo hẫm, sang tháng qua đây lấy tiền. Còn không bao cút đi ngay. Có cả một đồng vàng thế này mà cứ đòi mãi 10 hào tiền công. Lại còn nói nhà hết gạo ăn. Phí cả bao gạo hẫm ta cho hắn. Ôi, chết rồi, đồng vàng đâu rồi? Chắc là rơi ở nhà ông Thọ rồi. Ông Thọ ơi, ông Thọ. Lại có chuyện gì nữa đây? Ông có thấy đồng tiền vàng đánh rơi ở đây không ạ? Không thấy.
Các anh có thấy đồng tiền vàng nào rơi ở đây không? Không ai thấy cả. Lúc con đến đây, tiền vẫn còn trong túi con mà. Lúc ông cho con bao gạo này, hình như có tiếng tiền rơi. Ý anh là tôi lấy hả? Mọi người nhìn xem, tôi có thiếu tiền không mà phải lấy tiền của cái thằng nghèo rớt mùng tơi này. Nó thì làm gì có nổi một đồng vàng mà mất chứ. Thưa ông, đó là tiền... Thằng nô đâu rồi? Gọi người lôi cổ thằng kia ra xa cửa hiệu cho ta. Cứ đứng đây thì buôn bán gì nữa. Ông cho con nói đã. Đó là tiền để... Cút ra khỏi đây ngay. Ông nhà ta bận trăm công nghìn việc, hơi đâu mà tiếp người mãi. Mưa càng lúc càng to rồi. Đóng cửa hiệu, mau về nhà sớm thôi. Vâng, để con che mưa cho ông. Nô nè, mày làm cho ông cũng lâu rồi, cứ chăm chỉ vào rồi cưới vợ, ông cho thửa ruộng mà cày cấy. Được vậy thì con đội ơn ông suốt đời ạ. Ông bảo con nhảy vào biển lửa, con cũng làm mà. Thằng này thế mà được, nuôi mày đúng là không uổng. Con ơi, con tỉnh lại đi. Hả? Con làm sao thế này? Nó lên cơn sốt từ sáng. Tôi đưa tiền nhờ hàng xóm đi mua thuốc, mà giờ vẫn chưa thấy họ về. Có khi chúng cầm tiền cho vào túi riêng cũng nên. Lần sau, bà đừng nhờ vả đám dân nghèo đó làm gì nữa. Thằng nô đó rồi. Dạ, ông sai gì con ạ? Người mau chạy ra chợ huyện mua thuốc, rồi mời thầy y về đây. Dạ thưa, nước lũ đang dâng nhanh lắm, giờ chèo đò qua sông thì con chết mất. Thế mà mày nói, ông bảo nhảy vào lửa, mày cũng làm. Nhưng đây là qua sông mà ông. Đúng là lưới không xương. Giờ thì làm thế nào đây? Thằng Long thì đang sốt cao. Người lại đến đây làm gì? Ta đã nói ta chưa có tiền cơ mà. Dạ thưa ông, sáng nay bà có đưa tiền nhờ con mua thuốc cho cậu. Không may con lại hậu đậu làm rơi mất tiền, phải chạy khắp nơi vay mượn mãi giờ mới đủ tiền mua thuốc bà dặn ạ. Trời ơi, sao sáng nay người không nói là vợ ta đưa tiền nhờ ngươi đi mua thuốc hả? Con định nói thì ông đã sai người đuổi con đi. Trời ơi, ngươi mà nói ngay từ đầu thì đâu đến nỗi chứ. Là tôi nhờ vợ anh Dần đây mua thuốc và dặn không được nói ra, chứ cả phố huyện không ai muốn bán thuốc cho ông đâu. Bà nói gì vậy chứ? Tháng trước ông cho người đến hiệu thuốc bắc đánh hai cha con nhà kia một trận nhừ tử vì không trả nợ đúng hạn. Bây giờ chẳng ai muốn bán thuốc cho nhà mình nữa. Cảm ơn anh đã vất vả lội mưa lội gió mua thuốc giúp cho tôi. Tôi nghe nói nước sông đang dâng nhanh lắm, không có đò ngang, làm sao anh sang được đây? Là con tự chèo đò đấy ạ. Thuốc thang là việc cấp bách, chậm trễ thế này con áy náy lắm. Thật quý hóa quá. Giờ tôi phải đi sắc thuốc ngay, anh cứ vào nhà ngồi chơi cái đã. Dạ thôi, xin phép bà, con về đây ạ. Lúc đó mình trả lại đồng tiền cho hắn thì con mình đã có thuốc sớm hơn. Đúng là do mình bị mờ mắt vì lòng tham nên suýt gây ra chuyện lớn rồi. Này anh Dân, đây là một đồng tiền vàng thuốc và hai đồng vàng tiền công của anh. Con không nhận số tiền này được đâu. Bà đã đưa tiền thuốc cho con rồi, còn công xây lúa của con chỉ có 10 hào thôi. Hôm nay tôi mới nhận ra rằng tiền có thể thuê người làm được nhiều thứ, nhưng không mua được tình người và sự chân thành. Anh là người thật thà, không để bụng chuyện tôi đã đối xử tệ bạc với nhà anh mà vẫn giúp đỡ nhà tôi. 3 đồng vàng này xem như lời xin lỗi chân thành của tôi, mong anh đừng từ chối. Vậy con xin nhận 1 đồng vàng để trả nợ tiền con vay mua thuốc thôi ạ.
Cảm ơn ông. Cái trống thần. Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ, có một chàng trai cao to, tuấn tú. Do cha mẹ đã mất từ sớm, nên chàng sống cô độc một mình trong một căn nhà nhỏ. Vì nhà nghèo, chàng không có tiền để cưới vợ, nên dẫu đã gần 30 tuổi, nhưng vẫn chưa có ai đồng ý làm vợ chàng. Hôm đó, trên đường chàng đi nương rẫy về, bỗng chàng nhìn thấy một chú ông thợ đang bị thương nằm trên đường. Ôi, ông nhỏ, sao chú mày bị thương rồi? Không biết có tổ ông nào gần đây không nhỉ? Để ta đưa chú mày về nhà nha. Kia rồi, để ta cho chú mày về tổ. Lần sau đừng để bị thương nữa nha. Trời ơi, cành cây này đang chịu xuống vì nặng. Nếu có gió bão, tổ ông kiểu gì cũng sẽ rơi mất. À, đúng rồi, mình sẽ chuyển tổ ông này tới cành cây phía trên kia to khỏe và chắc chắn hơn. Được rồi, căn nhà của các chú vững chãi hơn rồi đấy. Tạm biệt các chú ông, ta đi đây. Chàng quay trở lại rẫy của mình và chăm chỉ làm việc tiếp. À, trời ơi, nắng nóng quá, cũng may có cây đa ở đây trú mát. Là cái gì kia nhỉ? Hình như là một cái trống, sao nó lại treo ở đây chứ? Cái trống lạ quá, mình phải lấy xuống xem sao mới được. Được rồi. Kẻ nào dám làm kinh động đến giấc ngủ của ta đấy? Là ai? Ai nói vậy? Là ta, quỷ vương đây chứ còn ai. Tại sao người dám tới đây phá giấc ngủ đang yên bình của ta hả? Ôi, tôi... Đã thế, ngươi lại còn lấy cái trống thần của ta. Ngươi có biết, ngươi đã phạm một tội rất lớn mà chỉ có nước chết không? Không, chỉ là tôi thấy cái trống treo trên cây đẹp và lạ quá nên mới định lấy xuống xem sao. Tôi không biết, xin quỷ vương tha mạng cho. Tha là tha thế nào? Giảm đây trống của ta, ta sẽ lấy linh hồn của ngươi để trừng phạt ngươi. Chuẩn bị tinh thần mà chết đi, hỡi kẻ phàm kia. Ôi, không. Âm thanh gì thế nhỉ? Ôi, ông ở đâu mà nhiều thế này? Ôi, không, không. Biến đi, ta sợ nhất là ông đấy. Biến đi. Hình như là đàn ông hôm trước. Cảm ơn ông đã cứu tôi. Chúng tôi tới để trả ơn anh đã cứu mạng ông thợ hôm trước. Cũng may là chúng tôi đến kịp. Nhưng còn cái trống này, làm thế nào để tôi trả lại chủ nhân của nó? Đây vốn là một cái trống thần thuộc về thần cây đa, nhưng lại bị quỷ chiếm giữ. Trống này đánh vào bên xanh làm cho người chết, đánh vào bên đỏ người chết khắc sống lại. Anh hãy giữ lấy bên mình, để cho con quỷ lấy được thì rất nguy hiểm. Hy vọng rằng anh sẽ giúp được nhiều người khi có trống thần bên cạnh. Gõ bên xanh làm cho người chết, bên đỏ làm cho người chết sống lại ư? Thôi, chúng tôi phải đi đây, tạm biệt chàng trai. Cảm ơn các bạn ông rất nhiều, tạm biệt. Kể từ khi có trống thần, chàng trai quyết định đi chu du thiên hạ để cứu giúp mọi người. Một hôm, chàng đi qua một ngôi làng, không khí tại đây thật lạnh lẽo, hoang vu, làm chàng thấy lạ lùng lắm. Sao ngôi làng này có vẻ hoang vu lạnh lẽo thế nhỉ? Cứ như vừa trải qua một cuộc thảm chiến nào vậy? Sao không có ai quanh đây để cho mình hỏi nhỉ? Hình như có tiếng khóc, mình phải đi xem sao. Con gái tôi, thế là hết. Ai giúp tôi mang con gái trở về được không? Mọi người, xin phép cho tôi được hỏi, ở ngôi làng này có chuyện gì mà trông heo hút vắng vẻ và ai cũng mang gương mặt buồn bã khóc than như vậy hết à? Cậu từ nơi khác tới nên không biết. Ngôi làng này của chúng tôi trước đây yên bình lắm, nhưng từ khi có sự xuất hiện của một con hổ thành tinh thì cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn. Sao? Con hổ thành tinh ư? Đúng vậy, ngày nào nó cũng từ rừng vào làng và tìm người bắt đi. Làng tôi đã rất nhiều người bị mất mạng rồi, nên ai cũng sợ hãi, không dám ra ngoài. Vì vậy có làm ăn buôn bán được gì đâu. Sáng nay con hổ nó lại vào làng và bắt con gái của trưởng làng đi rồi. Cái gì? Bắt con gái của trưởng làng ư? Đúng vậy, cô bé còn trẻ, thật là đáng thương. Không thể để con hổ ấy mãi lộng hành như vậy. Để tôi, cứ để tôi đi tìm và triệt hạ nó. Cái gì?
cậu đi triệt hạ con hổ ấy ư? Xin cậu hãy từ bỏ ý định đó đi, nếu không muốn bị liên lụy. Con hổ đó vô cùng hung dữ và tàn bạo. Xin trưởng làng và mọi người yên tâm, dù nguy hiểm thế nào tôi cũng xin được liều một phen. Đây đích thực là hang của nó rồi, mình phải vào cứu cô gái thôi. Con hổ hung ác kia, mau thả cô gái kia ngay. Thì ra là một chàng trai cao to mạnh khỏe, tự đến cống nạp cho ta ư? Ăn thịt người khỏe mạnh thế này mới bổ, chưa đứa con gái gầy gò thế này nhăm nhò gì. Người có sức mạnh gì mà đòi chống lại ta chứ? Đừng có tự cao, nếu không thả cô gái ấy ra, ngươi sẽ phải mất mạng đó. Cái gì? Ngươi là ai mà dám to gan lớn tiếng ở đây? Ngươi đã nghe tiếng ta gầm chưa? Nếu ngươi không kêu to được như thế, mau ra đây cho ta ăn thịt. Ngươi muốn nghe tiếng gầm của ta ư? Cũng được thôi, nhưng chỉ sợ nghe xong ngươi sẽ sợ hãi lăn ra mà chết thôi. Ngươi nói cái gì cơ? Ta sẽ sợ quá mà lăn ra chết ư? Thật là nực cười. Ta cho ngươi một cơ hội để thể hiện sức mạnh của mình. Nếu không khiến ta sợ, ta sẽ lao đến mà xé xác ngươi ra làm trăm mảnh. Được thôi, chính ngươi nói là muốn nghe tiếng gầm của ta đấy nhé. Ôi, âm thanh gì mà chối tai thế này? Ôi, vỡ màn nhĩ của ta mất. Dừng lại đi, dừng lại. Mình phải mau chóng đưa cô gái về làng đã. Vậy là vẫn không kịp, con gái tôi đã chết rồi. Trời ơi. Hay cứ để tôi thử xem sao. Sống rồi, cô ấy sống lại rồi. Cảm động vì chàng trai đã cứu mình, cô gái đã tình nguyện đi theo làm vợ chàng. Họ sống bên nhau cùng trưởng làng, đầm ấm, hạnh phúc. Ngày ngày, hai vợ chồng đem chiếc trống thần đi cứu giúp những người xấu số. Một hôm, vị thần cây đa, chủ nhân thật sự của cái trống thần này, đã ghé qua nhà hai vợ chồng để đòi lại chiếc trống thần, vì thần không muốn họ thay đổi vận mệnh của những người khác thêm nữa. Từ đó, hai vợ chồng chàng trai không cứu thêm được người nào nữa. Tuy nhiên, đã thành thông lệ, mỗi khi đưa ma, cúng tế, người ta đều khua chiêng gõ trống để mong người đã khuất ra đi thật thanh thản. Sự tích cá trê. Tại một bờ đầm yên ả nọ, có đôi vợ chồng nhà cóc sống ở ven bờ, dưới nước. Hàng xóm của họ là đôi vợ chồng cá trê, muộn màng không con, ngày ngày. Cuộc sống của hai vợ chồng trê cóc ở trong ao rất bình yên, vui vẻ. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ có cả một đàn con. Em đã vất vả nhiều rồi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi. Chẳng biết là trứng của nhà ai mà lại nhiều đến vậy, đúng là không công bằng. Người thì thật nhiều những con, chứ như vợ chồng mình thì mọc mỏi mãi mà cũng không có lấy một đứa con. Thôi, con cái là của trời cho, đến lúc nào thì hay lúc ấy. Em xem này, một con vừa chui ra từ vỏ trứng này. Anh xem kìa, nó thật giống với chúng ta, một màu đen bóng. Ừ nhỉ, trông giống hệt như họ nhà cá trê vậy. Trời ơi, cả một đàn cá con, chẳng biết chúng là con của nhà ai nhỉ? Nhưng sao em cứ luôn có cảm giác giống như chúng là con của chúng ta vậy? Nhìn giống chúng ta quá mà. Có lẽ là ý trời muốn chúng ta là bố mẹ của chúng rồi. Ừ, hay là chúng ta lùa chúng về hang nuôi đi, các con vừa có người che chở bảo vệ, chúng ta lại thêm vui cửa vui nhà. Phải đấy, chúng ta lùa đàn con về hang thôi anh. Nào các con, chúng ta về nhà thôi. Đôi vợ chồng cá tự dưng có một đàn con nên lấy làm mừng rỡ lắm. Chúng ngày đêm chăm sóc cho bầy nồng nọc và đi khoe với các loài thủy tộc đó là con mình. Các loài thủy tộc thấy nồng nọc giống cá trê con quá nên đều tin là thật. Có lẽ là đàn con của chúng ta đã nở cả rồi. Anh đã thấy các con chưa? Thôi chết, chúng bơi đi đâu cả thế này? Em xem, các con đều đã chui ra khỏi vỏ trứng cả rồi này. Trời ơi, chúng ta mau đi tìm các con thôi anh. Bình tĩnh nào em, chắc chúng chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Các con ơi! Các con ơi! Các con ở đâu rồi? Các bác ơi, các bác có thấy các con em ở đâu không ạ? À, không thấy đâu, chúng tôi không thấy ai giống như hai bác cả. Anh ơi, lỡ mà có ai đó làm hại đến các con của chúng ta. Sẽ không có chuyện như vậy đâu, chúng ta cùng nhau tìm kiếm tiếp nào.
Nào, ném qua đây nào. Giỏi lắm, đúng rồi. Các con kia rồi em ơi. Ôi, các con, thì ra các con đang ở đây. Các con ơi. Này, làm cái gì thế hả? Anh chị định làm gì các con của tôi đấy? Cái gì cơ chứ? Các con nào của nhà anh chị? Đây là đàn con của chúng tôi mà. Sao anh chị lại bắt các con tôi về hang của mình vậy? Tốt nhất là anh chị hãy đi đi trước khi chúng tôi nổi giận. Anh chị không thấy chúng giống chúng tôi y hệt hay sao? Đó là con của chúng tôi mà, ai cũng biết điều đó hết á. Tại sao anh chị có thể cướp trắng trợn con của chúng tôi như thế? Chính tôi đã sinh ra chúng mà. Dạ anh đừng có lâu thôi, mau trả lại các con cho chúng tôi. Trời ơi, anh làm gì mà dám lớn tiếng như thế? Không có trả con gì ở đây cả. Con chúng tôi, tại sao chúng tôi phải trả chứ? Hai bên ban đầu còn cãi lý, sau không ai chịu ai nên xảy ra ẩu đả. Vợ chồng Cóc chậm chạp, không lặn giỏi dưới nước nên bị vợ chồng Cá Trê đánh cho tơi bời, thương tích đầy mình, đành phải bỏ chạy. Anh ơi, chúng ta phải làm thế nào để có thể đón các con về được đây? Đã đến nước này rồi, chúng ta chỉ còn cách kiện vợ chồng nhà Trê thôi. Về nhà, vợ chồng Cóc chịu không nổi sự ấm ức nên phát đơn đi kiện. Ông Trạch lãnh phần xử lý vụ này nên lập tức cho đòi vợ chồng Cá Trê đến công đường. Nhà Trê, vợ chồng nhà Cóc đã đâm đơn kiện vợ chồng nhà ngươi cướp đàn con của họ mang về nuôi và không chịu trả lại. Có phải như vậy không? Bẩm quan, không hề có chuyện đó ạ. Đây là con của vợ chồng nhà con. Như ngài thấy đấy, chúng giống vợ chồng con y như lột thế này ạ. Dạ bẩm quan, đúng vậy ạ. Toàn thân một màu đen, da bóng và lại còn có đuôi nữa. Chính là con đã sinh ra chúng, thưa ngài. Thưa quan Trạch anh Minh, xin ngài hãy thương xót lấy lại công bằng cho vợ chồng con. Đây là các con của hai vợ chồng nhà con. Chính vợ chồng anh ấy đã nhân lúc chúng con vắng mặt mà ngang nhiên lùa về nuôi ạ. Xin quan hãy giúp vợ chồng con lấy lại lẽ công bằng ạ. Phép nước sẽ thẳng tay trừng trị những kẻ nào gian tà xảo trá. Nay có một bầy con mà hai kẻ giành giật, ai cũng tranh bảo là con của mình. Như vậy ắt là có kẻ ngai người gian. Bây giờ hễ kẻ nào ngai thì sẽ được bầy con và được nhà bên kia phục dịch. Ngược lại còn kẻ nào gian thì sẽ bị đánh 100 roi và phải phục dịch cho nhà còn lại. Các ngươi nghe rõ chưa? Dạ, dạ vâng, thưa quan Trạch anh Minh. Quan Trạch ra lệnh đem bầy nồng nọc nhốt vào một nơi kín đáo, truyền cho Trê, Cóc, 3 ngày nữa hãy đến hầu kiện. Giờ là đúng ngọ, ta sẽ thả bầy nồng nọc này ra. Hễ là con ai thì chúng sẽ về phía nhà đó. Phen này vợ chồng mình thắng kiện là cái chắc. Kiểu gì bầy nồng nọc sẽ chạy về phía của chúng ta. Chúng đã quen hơi của chúng ta và sống bên chúng ta từ khi sinh ra cho đến giờ cơ mà. Chúng còn nhỏ vậy, sao đã biết mà nhận ra vợ chồng mình được cơ chứ? Em đừng lo, quan anh minh lắm. Quan làm như vậy chắc hẳn đã có cái lý của mình rồi. Ôi, chúng rụng đuôi rồi kìa. Thật là may mắn quá. Mẹ. Sao lại thế này? Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng. Bay nồng nọc là con của nhà Cóc. Chỉ là đợi ngày đợi tháng nó sẽ thành hình dạng của Cóc. Vậy mà vợ chồng nhà Cá Trê lại ngang nhiên lấy con của họ. Xin quan Trạch tha mạng cho. Cứ theo phép nước mà làm thôi. Người đâu, mau đem vợ chồng nhà Trê ra đánh 100 roi cho ta. Còn vợ chồng nhà Cóc, người hãy đón các con của mình về. Xin quan hãy tha mạng cho chúng con ạ. Vậy là cuối cùng vợ chồng nhà Cóc cũng đã được đoàn tụ với các con của mình. Ông Trạch cứ theo phép công mà trị, phạt đánh vợ chồng Trê 100 roi. Vì vậy cho nên đầu Cá Trê mới dẹp lép như ngày nay. Chiếc bát đáng giá thật sự. Phong là một nhiếp ảnh gia tự do, đồng thời là một người vô cùng say mê thu thập cổ vật. Dù không nghiên cứu chuyên sâu, nhưng trong mỗi chuyến đi chụp ảnh, anh có sở thích tìm kiếm và sưu tầm những món đồ cổ. May sao mấy hôm nay thời tiết đẹp, chụp ảnh khá là suôn sẻ. Đến tối nay rửa ảnh ngay là kịp dự thi triển lãm ảnh sắp tới rồi. Chắc phải nghỉ uống nước một lát, phải 1 giờ chiều mới có xe về. Cậu nhiếp ảnh ngồi đi, uống trà nóng nha. Chắc là đợi xe về xuôi hả?
Dạ, bác cho cháu xin một cốc trà. Dạ, em chào anh ạ. Em chào anh. Chào hai nhóc. Bác bán trà xuyên cả trưa luôn hả bác? Trà ngon thế này, chắc bán đắt khách lắm hả? Chủ yếu là khách du lịch ghé uống thôi à. Tôi tranh thủ bán thêm một lát, về ăn trưa qua loa, rồi chiều còn ra đồng xem ruộng lúa mới cấy. Chiếc bát này... Wow, quả đúng là một cổ vật, một loại gốm sứ rất quý và lạ. Cậu nhiếp ảnh xem gì cái bát đựng bã trà của tôi vậy? Bác có một chiếc bát thật đáng giá. Loại men sứ này, hoa văn này, cháu mới được nhìn thấy một lần ở bảo tàng cổ vật hiếm. Đây là lần đầu tiên cháu được tận tay sờ vào. Bác có thể bán cho cháu không? Giá bao nhiêu cháu cũng mua. Hả? Cậu đùa tôi hả? Không, cháu hoàn toàn nghiêm túc, không giấu gì bác. Cháu rất mê các món đồ cổ, bác hãy ra giá đi ạ. Chiếc bát của tôi là vô giá. Bác bán cho cháu nha, chứ để đựng bã trà thế này thì thật là uổng phí lắm. Bác đòi bao nhiêu cháu cũng trả. Thôi thôi, tôi đùa đấy mà. Chiếc bát này là do chồng tôi lượm được. Đựng cơm thì lớn, đựng canh thì nhỏ, nên mới đem ra đựng bã trà thôi. Cậu thích thì cứ lấy, không cần phải tiền nong gì cả. Bà nhà tôi nói đúng đấy. Chiếc bát này tôi lượm được ấy mà. Cậu cứ lấy đi, đừng có ngại. Đồ cổ, đồ quý gì đâu chứ. Cháu tin vào mắt nhìn của mình. Chiếc bát quý như vậy, sao cháu có thể lấy đi không? Cậu nhiếp ảnh gia thấy ngại thì chụp cho gia đình tôi một tấm ảnh là được rồi. Cậu chụp ảnh chắc là đẹp lắm có phải không? Đúng đó, anh chụp ảnh cho cả nhà em nha. Vậy cả nhà đứng tạo dáng đi ạ. Mình để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm định mở triển lãm đợt tới. Nếu giám định chiếc bát có giá trị hơn thì mình sẽ quay lại trả thêm cho gia đình họ. Anh ơi, đây là địa chỉ nhà em. Anh chụp ảnh xong thì gửi lên đây anh nha. Nhất định anh sẽ gửi sớm. Chào hai nhóc. Cháu chào hai bác, cháu về đây ạ. Cậu đi đường an toàn nha. Đúng là một chuyến đi quá tuyệt. Không chỉ hoàn thành bộ ảnh dự triển lãm mà còn có được chiếc bát đáng giá này. Dù dốc hết tiền tiết kiệm ra, mình cũng không thấy uổng. Đây hẳn là chiếc bát men sứ quý nhất bộ sưu tập của mình. Phải chia sẻ cho bạn bè cùng biết mới được. Đây là lần đầu tiên tậu được món đồ cổ mà Phong thích thú đi khoe khắp bạn bè. Những người bạn không chuyên có sở thích sưu tập đồ cổ. Đồ hiếm đây. Săn ở đâu đó? Wow, chiếc bát độc quá. Hôm nào cho anh em đến chiêm ngưỡng tận mắt nha. Đã xác định được niên đại chưa cậu? Niên đại chiếc bát hẳn phải mấy nghìn năm. Đem đi giám định là ra ngay thôi. Trước hết phải gửi ảnh chụp bữa trước lên cho gia đình nhà họ đã. Chắc hai cậu bé đang mong lắm. Chúc gia đình mình luôn gặp những điều tốt lành nhất. Ký tên Minh Phong. Chưa giám định, nhưng mình cá niên đại sẽ không dưới 2000 năm. Cậu Phong, rất tiếc là không có niên đại nào hết. Anh nói vậy là sao? Chiếc bát này được ngụy tạo lớp men sứ cổ, hoàn toàn là đồ giả. Để tôi chỉ cho cậu xem những dấu vết làm giả. Thật ra việc làm giả này rất khó nhận biết, nhất là khi không có chuyên môn. Cậu có mất nhiều tiền để mua chiếc bát này không? Lần sau tậu đồ cổ nên cẩn trọng, có giấy giám định đàng hoàng. Việc này không tùy hứng như vẽ vời hay chụp ảnh được. Xin phép anh, tôi có việc phải về ngay. Kìa. Ôi trời ơi, thằng Phong gà mờ quá. Bỏ ra tiền hàng chục triệu cho cái bát đựng bã trà ấy đấy. Cứ như chuyện cười ấy nhỉ. Tiền mất tật mang. Đám bạn cười nhạo mình đá đành. Nhưng về cái bát tầm thường này mà bỏ ra từng ấy tiền thì thật là phí phạm mà. Cũng chỉ trách mình tai ngang với tậu phải đồ giả.
Chính chủ nhà còn nói đó chỉ là cái bát lượm được. Giá như lúc đó mình không để lại số tiền ấy có phải tốt hơn? Ôi trời ơi, mình thật là quá ngốc đi mà. Ừ, mà đúng rồi, họ có vẻ rất dễ tính. Mình lên trên đó nói rõ mọi chuyện, chắc họ sẽ trả lại cho mình số tiền thôi. Chứ bây giờ mấy chỗ mình cộng tác họ đều đang dừng dự án, đợi vụ triển lãm có kết quả thì cũng phải cuối năm rồi. À, đúng là địa chỉ này rồi. Ngôi nhà lá siêu vẹo này mà cả bốn người ở ư? Tôi đã lấy 5 triệu trong số tiền cậu nhiếp ảnh để lại đóng học cho thằng Su và thằng Bang rồi. Ừ, cậu nhiếp ảnh đó cứ như cứu tinh của nhà mình vậy. Nhưng tôi tính rồi, sắp tới nhà mình phải bán con bò với vay mượn thêm, gom đủ lại đủ tiền gửi trả cho cậu ấy. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của người ta, mình không thể vì khó khăn mà lấy dùng được. Ôi, anh Phong, đúng là anh Phong rồi. Anh ơi, chúng em cảm ơn anh. Mẹ em bảo nếu không có số tiền của anh để lại thì năm nay chúng em phải tạm nghỉ học rồi. Đi học vui lắm, thích lắm. Em không muốn nghỉ học chút nào. Em muốn học lên tận đại học, được như anh Phong cơ. Ôi, cậu Phong hả? Cậu vào nhà đi. Ừ, cháu chào hai bác. Cháu lên thăm hai bác và em đây ạ. Ừ, số tiền cháu để lại hai bác hãy nhận cho cháu được vui ạ. Chiếc bát của nhà mình thực sự là một chiếc bát cổ rất có giá trị ạ. Cậu nói thật đó chứ? Dạ, cháu đã đi giám định đàng hoàng rồi. Chiếc bát còn đáng giá hơn thế nữa kia ạ. Cháu không bị thiệt thòi chút nào đâu ạ. Anh Phong ơi, chúng em hứa sẽ luôn học chăm chỉ, thật giỏi, học lên tận đại học để được giỏi như anh. Anh nhớ ghé lại thăm chúng em nha. Ừ, nhất định rồi, anh sẽ lại ghé thăm các em. Chiếc bát cổ giả ấy Phong vẫn bày lên tủ đồ gia đình, mặc cho nhiều người chỉ trỏ, nghi kỵ về sự thật giả, bởi đối với anh, giá trị của nó là vô giá. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.